Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn bắt đầu theo dõi bản tin trưa của Đài Truyền hình Vĩnh Long hôm nay thứ tư ngày 3 tháng 5. Thưa quý vị, nhằm góp phần thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023, tỉnh Vĩnh Long tập trung triển khai các công trình dự án hỗ trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới với tổng kinh phí là 412,5 tỷ đồng. Tỉnh đã phân bổ đầu tư 35 công trình tại 5 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, gồm xã Nhân Bình, huyện Trà Ôn, xã Mỹ An, huyện Mang Thít, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình và Hiếu Thuận, huyện Vũng Liêm với kinh phí 160,4 tỷ đồng. Trong đó có 15 công trình thuộc lĩnh vực giao thông, 11 công trình lĩnh vực giáo dục và đào tạo và 9 công trình thuộc lĩnh vực văn hóa. Tính đến nay, các địa phương đã triển khai thực hiện khởi công 8 công trình. Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, Ban chỉ đạo tỉnh cũng yêu cầu Ban chỉ đạo các huyện cần quan tâm chỉ đạo sát sao để xã đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các công trình xây dựng hạ tầng nông thôn. Bên cạnh đó, cần tập trung công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí, lồng ghép công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới với phong trào thi đua xây dựng mô hình dân vận khéo ở địa phương. Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh kinh tế 13 tháng 5, hôm qua, đơn vị Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức đoàn đến thăm hỏi tặng quà cho các đồng chí nguyên lãnh đạo phòng, chỉ huy đội trong lực lượng an ninh kinh tế trên địa bàn tỉnh. Đại diện lãnh đạo Phòng An ninh Kinh tế bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các nguyên lãnh đạo, chỉ huy cấp đội đã có nhiều đóng góp trong công tác đảm bảo an ninh chính trị trên lĩnh vực kinh tế, đồng thời mong muốn tiếp tục phát huy truyền thống gương mẫu đi đầu trong các phong trào hoạt động tại nơi cư trú, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trên địa bàn huyện Bình Tân. Từ đó đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong mọi lĩnh vực với những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả đi đầu trong công tác lao động sản xuất. Nổi bật như mô hình gương mẫu trong xây dựng nông thôn mới và vận động an sinh xã hội, vận động xây dựng nhà ở cho hộ khó khăn, góp phần giảm hộ nghèo và cận nghèo, vận động các tổ chức tôn giáo thực hiện an sinh xã hội, thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Các mô hình này đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng, góp phần cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bình Tân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh tại địa phương. Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thì riêng về bên cái hội phụ nữ sẽ tuyên truyền vận động về 503 sạch, sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp. Người dân cũng nhận thức được, người ta hiểu được tại vì thông qua cái tuyên truyền đại chúng bây giờ người ta rộng rãi, thành ra người ta hiểu, thành ra người ta cũng hưởng ứng với mình. Ban trị sự xã Tân Lược thì cũng có những cái đội ngũ mà làm cầu đường cũng như các nhà tình thương thì giúp cho bà con ở địa phương có những cái đường đi, những cây cầu để em học sinh đi với mua bán được thuận lợi dễ dàng. Ở ban sự đây thì có bếp ăn từ thiện phục vụ mỗi tháng là 4 ngày, 14 gầm 29-30, rồi có xe cấp cứu từ thiện để phục vụ cho bà con. Tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022, huyện Bình Tân có tổng số 30 tập thể, 151 cá nhân được biểu dương khen thưởng cấp cơ sở và 20 tập thể, 74 cá nhân có thành tích xuất sắc được biểu dương khen thưởng cấp huyện. Kết quả của việc học tập và làm theo Bác chuyên đề năm 2022 sẽ là tiền đề, là cơ sở để năm 2023, huyện Bình Tân tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt hơn nữa việc đăng ký học tập và làm theo Bác. Đối với cấp ủy, chính quyền, từ huyện đến xã đó thì phải làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao cái nhận thức trong cái nội bộ đảng rồi người dân và tạo sức lan tỏa trong cái việc thực hiện làm theo là tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong cái chỉ đạo lần này đó thì chúng tôi phải là chỉ đạo là xây dựng cái đăng ký đó là nó phải sát với nhiệm vụ, chức trách nhiệm vụ được giao. Từng cá nhân đó thì thấy được những cái phần hạn chế của mình để có một cái xây dựng cái kế hoạch khắc phục và tổ chức làm theo là cái tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Bằng những việc làm cụ thể thiết thực trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội,
Việc học tập và làm theo Bác đã tạo động lực cho các tập thể cá nhân vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương điển hình tiên tiến rất cần được biểu dương và nhân rộng trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, đối với đối tượng mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân phải có hợp đồng mua nhà ở xã hội với chủ đầu tư mới được giao gói tín dụng 120.000 tỷ đồng. Công văn hướng dẫn vừa được Bộ Xây dựng ban hành có nhiều điểm đáng chú ý với các quy định về điều kiện để được giao vốn xây nhà ở xã hội theo chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng. Trong đó, đối với đối tượng mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân phải có hợp đồng mua nhà ở xã hội với chủ đầu tư theo quy định pháp luật về nhà ở. Gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội đang được 4 ngân hàng thương mại nhà nước triển khai, gồm Vietcombank, Agribank, Vietinbank và BIDV. Mỗi ngân hàng sẽ giải ngân gói tín dụng trị giá 30.000 tỷ đồng. Phát triển kinh tế số nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế và năng suất lao động, góp phần tích cực vào tăng trưởng GRDP hàng năm. Phấn đấu đến năm 2025, kinh tế số chiếm 10% GRDP của tỉnh. Đó là mục tiêu của kế hoạch thực hiện chuyển đổi số đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành. Theo đó, đến năm 2025, tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành lĩnh vực đạt tối thiểu 10%, trong đó ưu tiên các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, công nghiệp chế biến. Tỉnh có 100% sản phẩm ô cốp được đưa trên các sàn thương mại điện tử nội địa, có ít nhất 10 sản phẩm hàng hóa ứng dụng các công nghệ số truy xuất nguồn gốc, đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia quốc tế nhằm tăng năng lực cạnh tranh, thúc đẩy tiêu thụ các mặt hàng chủ lực của tỉnh. Đến năm 2030, kinh tế số chiếm 15% GRDP của tỉnh, có ít nhất 30 sản phẩm hàng hóa ứng dụng các công nghệ số truy xuất nguồn gốc, đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia quốc tế nhằm tăng năng lực cạnh tranh, thúc đẩy tiêu thụ các mặt hàng chủ lực của tỉnh. Để thực hiện đạt mục tiêu, tỉnh tập trung triển khai các chương trình kế hoạch hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp ngành nghề truyền thống, doanh nghiệp sản xuất chuyển đổi sang cung cấp sản phẩm dịch vụ trên các nền tảng số, đẩy mạnh hợp tác cùng có lợi giữa doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu nhằm nghiên cứu hình thành các mô hình kinh doanh, sản xuất, sản phẩm, dịch vụ mới. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp số khởi nghiệp. Theo báo cáo của Phòng Quản lý Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, trong 5 ngày nghỉ lễ từ 30 tháng 4, 1 tháng 5, tức là từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, các điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh đón nhận và phục vụ hơn 70.000 lượt du khách trong và ngoài nước. Tăng gần 20.000 lượt khách so với kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm 2022, trong đó khách quốc tế ước đạt trên 4.000 lượt. Công suất các phòng nghỉ trên địa bàn tỉnh đạt bình quân từ 60 đến trên 65%. Tổng thu từ hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh trong 5 ngày qua ước đạt hơn 45 tỷ đồng. Theo đánh giá của Phòng Quản lý Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, tình hình hoạt động du lịch trong những ngày nghỉ lễ diễn ra ổn định, an toàn, thân thiện, tạo ấn tượng đẹp cho du khách. Đáng chú ý, nhiều sản phẩm du lịch mới như trải nghiệm sông nước, thăm Dương quốc gạch gốm, nông trại hay là trải nghiệm miền ký ức khu chợ nổi Trà Ôn đã luôn thu hút đông đảo du khách tham quan trải nghiệm trong những ngày nghỉ lễ. Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long, trong ngày hôm nay 3 tháng 5 và ngày mai 4 tháng 5, trên khu vực tỉnh Vĩnh Long, nắng nóng tiếp tục duy trì với nền nhiệt từ 35 đến 36 độ C, cấp độ thiên tai do nắng nóng cấp 1. Cụ thể, đợt nắng nóng trong 2 ngày này tập trung ở khu vực thành phố Vĩnh Long, huyện Tam Bình và huyện Vũng Liêm, với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp từ 45 đến 55%, thời gian xuất hiện nhiệt độ nắng nóng từ 12h30 phút đến 15h30 phút. Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long, do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư. Ngoài ra, người dân khi đi di chuyển ngoài trời, nhất là trong thời gian trở lại thành phố Hồ Chí Minh sau đợt nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, cần lưu ý tới hiện tượng nhiệt tăng cao vào trưa và chiều có thể gây sốc nhiệt, ảnh hưởng tới sức khỏe.